Xin chào quý vị và các bạn. Vấn đề đau nhức xương khớp là một cái căn bệnh rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do tính chất khí hậu nhiệt đới thì các vấn đề bệnh liên quan đến phong thấp thường hay xảy ra. Có một loại cây mà hỗ trợ được chữa bệnh đau nhức xương khớp rất là tuyệt vời. Chỉ cần một loại cây này thôi, không cần phải sử dụng thêm bất cứ loại cây nào khác mà đã có thể giúp cho quý vị chữa được căn bệnh liên quan đến xương khớp. Theo đông y thì thông thì bất thống, mà thống thì bất thông, tức là khí huyết lưu thông tốt trong cơ thể thì cơ thể chúng ta sẽ không bị đau ở đâu cả. Mà đau cơ, đau xương khớp thì chắc chắn là những cái vùng đó đang bị tắc nghẽn. Vậy các loại cây, cái loại cây mà đáp ứng được cả hai cái yếu tố quan trọng đó là hành khí và hoạt huyết. Chính vì thế mà nó có cái tác dụng rất là tốt trong việc chữa các bệnh do tắc nghẽn gây ra, đặc biệt là cái căn bệnh đau nhức xương khớp. Ngoài ra, những ai mà bị ho ra máu này, viêm phế quản, xuất huyết sử dụng cái cây này cũng rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu xem loại cây này là cây nào nhé. Thưa quý vị, loại cây mà Hằng muốn nhắc đến đó chính là cây hoa mẫu đơn đỏ. Một số nơi thì họ gọi là cây trang đỏ hoặc trang son. Đặc biệt là những nhà nào mà có theo đạo hoặc là cúng kiến hàng ngày thì cái cây trang đỏ này nó càng được trân quý. Bởi vì cụm hoa của nó rất là to và đẹp, gồm nhiều hoa nhỏ tạo thành hình sim. Hơn nữa, cái màu đỏ thì không pha ấy không chỉ làm sáng lên hình ảnh của cả lọ hoa mà nó còn mang cả ý nghĩa về sự trang nghiêm, may mắn và cát tường. Vào ngày Tết thì bàn thờ ông Thiên của các gia đình Nam Bộ hầu như là đều có bông trang, và gia đình người ở miền Bắc cũng vậy, họ cũng hay thắp hương cái cây hoa mẫu đơn đỏ này. Rễ và lá của cây mẫu đơn đỏ này thì được dùng trong thuốc đông y tên là mẫu đơn bì. Cây mẫu đơn đỏ là loại cây sẽ giúp chúng ta hành khí và hoạt huyết, điều hòa được khí huyết cho cơ thể. Máu huyết lưu thông tốt trong thành mạch, không còn cái tình trạng ứ trệ thì tránh được cái tình trạng tắc nghẽn mạch máu. Huyết máu đưa đi nuôi các tế bào tốt hơn, như vậy mà giúp cho chúng ta trị được các bệnh về đau nhức xương khớp rất là tốt. Vì thường những người mà đau mỏi cổ vai gáy hay là đau nhức xương khớp là do cái vấn đề tắc nghẽn khí huyết không đến nuôi được những cái vùng đó. Ngoài ra, những người mà kinh nguyệt không đều do máu huyết ứ trệ thì cũng có thể dùng cây mẫu đơn đỏ này. Những người mà bị nước tiểu đục, nóng trong người thì dùng mẫu đơn đỏ cũng rất là tốt, vì mẫu đơn đỏ nó có tính mát. Cây mẫu đơn đỏ này thì được nghiên cứu và kết luận là có cái tác dụng rất là rộng rãi. Nó có tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống ung thư, bảo vệ tim mạch, chống tiêu chảy và tác dụng chống viêm. Để sử dụng cây mẫu đơn đỏ hoặc là cái cây trang đỏ này thì người ta có rất là nhiều cách. Nhưng sau đây Hằng sẽ chia sẻ cho quý vị một số cách sử dụng chi tiết như sau. Bài thuốc thứ nhất, chúng ta sẽ lấy 10g hoa mẫu đơn đỏ tươi, ngâm với nước muối loãng, rửa sạch và cho vào trong nồi. Đổ 3 bát nước vào, sắc cạn còn 1 bát, uống sau bữa ăn 15 phút. Bài thuốc thứ hai là chúng ta sẽ lấy 6-10g rễ cây mẫu đơn đỏ, phơi khô, sau đó chúng ta bỏ vào trong nồi, cũng đổ 3 bát nước, nấu sắc cạn còn 1 bát, uống sau ăn từ 10-15 phút. Bài thuốc thứ 3 là chúng ta lấy 20-30g lá mẫu đơn. Quý vị lưu ý là đối với lá mẫu đơn thì chúng ta nên kiếm cái loại lá mẫu đơn ta. Hiện nay thì có rất nhiều loại mẫu đơn du nhập ở nước ngoài về, như là mẫu đơn Thái, mẫu đơn Cảnh, vân vân. Những loại đó thì sẽ không tốt bằng mẫu đơn ta của Việt Nam. Quý vị hãy đổ 3 bát nước vào đó và sắc cạn còn 1 bát. Chúng ta chia ra làm 2 lần uống trong ngày sau bữa ăn. Với 3 cách sử dụng của cây mẫu đơn đỏ như trên thì sẽ giúp chúng ta trị được rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là ho ra máu, đau nhức xương khớp, kinh nguyệt không đều, vân vân. Mẫu đơn đỏ thì như đã nói ngay từ đầu, nó có tính thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu, hành khí, giảm đau, hoạt huyết, tán ứ. Do đó mà nó có tác dụng rất là tuyệt vời trong việc điều trị các căn bệnh liên quan đến tắc nghẽn, ứ trệ, ví dụ như là căn bệnh đau nhức xương khớp của chúng ta. Lưu ý với việc sử dụng cây mẫu đơn đỏ này để chữa bệnh thì quý vị là hạn chế sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi và phụ nữ đang mang thai. Như vậy, hôm nay Hằng đã chia sẻ cho quý vị cái cách sử dụng một cái loại cây rất là quen thuộc để giúp cho quý vị có thể chữa được căn bệnh đau nhức xương khớp, viêm phế quản, xuất huyết và kinh nguyệt không đều. Đó là những cái bài thuốc từ cây mẫu đơn đỏ.
Quý vị lưu ý chúng ta nên tìm những cái loại mẫu đơn ta, không sử dụng các loại mẫu đơn lai vì công hiệu của nó sẽ không được cao bằng. Sau khi uống liên tục trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 ngày mà thấy hiệu quả rồi thì quý vị có thể là duy trì uống 1 đến 2 lần một tuần để phòng bệnh, tránh bị tái phát. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của Hằng thực sự là có ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Bây giờ Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.